có con Tết nhà chị muốn họa nó lên áo dài luôn á, em giúp chị được không? Dạ ok chị nha, chị xem thành phẩm ở cuối video nha. Và đây là thành phẩm ạ. Nếu mọi người thấy hay thì cho mình xin một tim và một follow nha. Cảm ơn mọi người.